Kính thưa quý vị thân mến, giờ đây thì Tuấn Vĩ và hai anh của địa phương dẫn đường vào nhà bà Thơm là để thăm hỏi và ghi nhận lại cái hoàn cảnh mà hai đứa trẻ mồ côi còn ba mẹ thì mất ở với bà nội. Bà nằm á hả? Dạ, chào chị. Dạ, chào chị. Dạ, chị đây là bà con lối xóm hay sao? Dạ, cô ruột của hai đứa. Cô ruột ha. Dạ. Con chào bà. Dạ. Bà đang nghỉ trưa đó ha. Dạ. Dạ. Bà bệnh hả? Dạ. Giờ sao nó chóng mặt nó mệt. Chóng mặt hả bà? Con giới thiệu với bà, đây là ca sĩ Tuấn Vĩ, bà nghe trên đài rồi đó. Hôm nay nghe cái hoàn cảnh của hai cháu, là cháu nội á của bà đó, là hai cháu còn đang đi học, hoàn cảnh khó khăn. Cho nên Tuấn Vĩ cũng thay mặt bà con đến thăm viếng gia đình. Để động viên gia đình để hai cháu đi học. Thưa bà, năm nay bà bao nhiêu rồi ạ? 85 rồi. 85 tuổi rồi ha. Chín mấy ở sinh năm 1932 cũng lớn rồi. Nói chung là ngoài 80 đi. Cho phép tụi con lên đốt ở nhang. Tụi con lên phép. Mình lên đốt nhang trước. Vậy là thưa cô, là dễ mẹ của bé là mất lúc đó khoảng bao nhiêu tuổi? Dạ, mẹ nó mất nay mới có 2 năm. 28 tuổi rồi, chị 28 tuổi rồi. 28 tuổi trẻ quá ha. Bị tai nạn. Vậy thằng Út mới mấy tuổi vậy hả? Bị tai nạn. Dạ, hồi mất thằng Út mới có 8 tuổi. 8 tuổi. Dạ. Vậy là chị mất vì tai nạn, còn anh mất thì vì bệnh tật. Bị bệnh, Vậy là em cũng nghe nói là anh buồn quá sinh bệnh ra. Trời ơi, chị sinh gái quá trời, mất trẻ, mất tai nạn hả? Mất tai nạn. Năm 89 rồi. Dạ, đi tai nạn ở đâu vậy chị? Dạ, tai ngoài nạn. Nghe bạn thấy chung. Trời ơi, sao? Nó đi xin, nó tính đi ra xin việc làm, đi là xin giấy đi làm á. Ở trong đây là mừng mướn hết nổi rồi, tính đi xin giấy lên công ty làm đi. Cái chừng đi rồi sao gì đó. Mình cho vị đốt lên nha. Chị chú già cũng yên tâm ha, và đây bà con cộng đồng mạng người ta cũng thấy hoàn cảnh của chị hai cháu cũng thấy đáng thương, cho nên là thành Tuấn Vĩ cũng thay mặt cho bà con cộng đồng đến đây trước là thăm viếng, sau là cũng có một số quà để động viên an ủi cho hai cháu tiếp tục việc học tốt nghiệp ha. Vậy thì bây giờ bà cũng lớn tuổi rồi, đâu có lo được cho hai cháu ha. Mong là được cộng đồng quan tâm thôi. Mong cộng đồng quan tâm với nhà hảo tâm được. Thôi thì mình giúp được cái gì tới đâu mình hay tới đó thôi. Vậy thì xin lỗi, hồi nãy chị có giới thiệu là chị là cô hả? Cô Tư hả? Cô Tư. Vậy rồi anh mất lúc đó là có cái ghi đó là cũng mất trẻ đúng không? Mất cũng trẻ. Có 50 tuổi phải không? Anh mới mất còn 30 đến năm mình tây mà nó anh. Dạ. Hôm nay có 2 tuần à. Dạ. Được 50 tuổi hả? Dạ 50. 50 tuổi, vậy là ảnh cũng nuôi con một mình cũng khá dài đó ha. Dạ. Dạ. Thì nhà cô thì ở gần đây không? Dạ. Cũng tới luôn với bà già, từ sáng giờ bà bệnh. Sáng giờ bà bệnh. Bà nội bệnh ha. Sáng giờ bà ăn không được, có chóng mặt rồi. Dạ. Tới luôn đi, chứ không cỡ thiệt. Dạ. Vậy hai đứa bé đâu có thể cho em hỏi con thăm? Con à, Quy Nhân à. Không? Dạ, Quy Nhân ơi, ra đây cho chú hỏi thăm chút cho con. Dạ con. Cô Tư nè. Chào con. Rồi con hôm nay con có đi học không? À, nay thứ bảy con ha.
À. Ủa hai anh em gần bằng tuổi nhau hả? Năm một. À sinh năm một. Hai ta tám này. Con trai năm nay bao nhiêu tuổi ta? Dạ con 11. À 11. Giờ là chị 12. Hai chị em hay hai anh em? Dạ hai chị em. À hai chị em. Hai chị em. Con gái giống mẹ, giống như cái hình của mẹ. Con trai đúng là giống ba thiệt ha. À y đúc luôn. Ừ. Rồi chú hỏi thăm cho biết mặt hai con vậy thôi, được rồi, hai con cứ có học bài hay làm gì đó cứ tự nhiên nha. Tội nghiệp hai cháu. Vậy thì chị thì mất khá trẻ. Chị mất lúc đó mới có 28 tuổi. Vì từ khi chị mất là anh nuôi con cũng thời gian cũng mười mấy hai chục năm có ha. Ba năm mấy. Ủa vậy hả? Anh 50 mà, vậy là anh với chị tranh nhau nhiều tuổi hả? Anh có vợ trẻ. À anh có vợ trẻ mà rỡ trẻ nữa anh ha. Ừ. Vậy là anh với chị mất cách nhau khoảng 3 năm gì đó. Dạ. 3 năm thấy tội nghiệp quá ha. Vậy thì không biết là anh bệnh hôm đó là bệnh rồi có nằm lâu không cô? Cũng bệnh rồi đi bệnh viện rồi về cũng đi bệnh viện rồi về rồi thời gian sau này cái không đi nó không chịu đi nữa cái nó chết á. Còn mấy tháng vậy? À. 2020. Không chịu đi vậy là rầu quá. Cũng như nó không tiền không bạc á, đi hoài hết tiền á. Ừ. À vậy cụ thể là bệnh sao, bệnh gì cô? Nó cũng như nó bệnh mới đầu nó bệnh bao tử rồi huyết qua đường ruột. Dạ. Dạ. Rồi sau này thì nó bị cũng như sốt gì nè. Sốt huyết hả? À. Bị sốt huyết á. Dạ. Sốt huyết đường ruột. Sốt huyết đường ruột, dễ nó mất luôn. Rồi không ăn uống được luôn vậy đó. Dạ, tội nghiệp bỏ lại hai đứa con tội nghiệp ha. Dạ. Vậy bây giờ con thì được sự giới thiệu của một số anh chị em ở trong địa phương, cụ thể là anh đây với lại anh Tám đây là con có dẫn con vô. Dạ. Thì con thấy hoàn cảnh của gia đình thì cũng rất là đáng thương và cần sự giúp đỡ. Dạ. Thì con thay mặt cho một số các cô chú và các anh chị đã gửi cho con một ít tiền để làm cái quỹ đó, để giúp đỡ cho những hoàn cảnh gặp khó khăn đó. Thì giờ con xin trích ra 4 triệu đồng để con đưa, thì không biết là ai sẽ là người đại diện cầm dùm cái tiền này ha. Dạ, dạ, cô Tư ha. Dạ. Em nhờ anh Tám ha, nhờ anh Tám cầm cái máy cho em một xíu. Dạ. Dạ. Dạ, máy không có chân. Dạ rồi. Coi như cái phần này là hỗ trợ trước mắt hả chị? Dạ. Sau khi cái chương trình này phát lên rồi á thì Tương Vĩ sẽ trả lại lần sau. Tới đâu hay tới đó. Tới đâu hay tới đó. Tương Vĩ làm như nhiệm cậu nói, thay mặt cho bà con. Để hỗ trợ động viên cho hai cháu đi học với bà cụ an tâm. Kính thưa quý vị, thường thì là Tuấn Vĩ cũng đi kết nối để cho các mạnh thường quân và những cô chú anh chị có điều kiện hơn để hỗ trợ cho những người mà kém may mắn. Thì như quý vị thấy đó, cái tiêu chí của Tuấn Vĩ là thường đến những cái nơi mà thứ nhất là cụ già neo đơn. Yeah. Bởi vì là không nơi nương tựa này kia đó anh Tán. Dạ dạ. Với điều thứ hai nữa thì chúng bị thấy trường hợp giống như gia đình mình đây này, là có hai đứa trẻ mà ba mẹ thì mất, thì giờ chỉ sống với bà nội cũng không có thu nhập, vì lẽ đó mà cũng rất là đáng quan tâm. Bởi vì trẻ em là một cái gọi là cái đúng rồi, tương lai của hai đứa trẻ nữa. Nên là Tuấn Vĩ xin phép trích ra 4 triệu đồng. Tuấn Vĩ xin phép trích ra 4 triệu đồng để hỗ trợ cho cô Tư, đây là cô của hai bé. Và Tuấn Vĩ xin đọc tên của các mạnh thường quân đã gửi tiền cho Tuấn Vĩ để làm cái quỹ. Và Tuấn Vĩ xin trích ra 4 triệu đồng này là Tuấn Vĩ gửi đến cho gia đình tiền của cô Diệu Tâm 1 triệu này. Cô Diệu Tâm ở nước ngoài 1 triệu. Rồi chị Châu ở Úc 1 triệu. Rồi chị Nga ở thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu. Và 1 triệu đồng còn lại nữa là một người giấu tên ở Việt Nam mình. Yeah. Đó thì là tổng cộng là 4 triệu đồng. Yeah. Một lần nữa thì quý vị xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho Tuấn Vĩ và cho Tuấn Vĩ một số quỹ để mà đi tương trợ giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này. Yeah.
Dạ, à, con xin lỗi cho thôi tôi đi. Cũng dạ. Là cô có hai đứa cháu thay mặt chương trình và Tuấn Vĩ từ phương xa mà trở về đây để lo cho hai đứa cháu. Thì thành thật cảm ơn nhiều luôn á. Mong một ngày sau này Tuấn Vĩ có điều kiện để giúp đỡ thêm cho hai đứa cháu nữa thì thật là cảm ơn. Nói chung là vạn sự tùy duyên. Thôi giờ thay mặt cảm ơn mấy người đã giúp giúp cho gia đình của mình nè. Thôi giờ nói rồi quên không biết ai nữa. Dạ, tôi thấy nào nói cho. Thứ hai nữa là Tuấn Vĩ xin gửi cho cô Tư chai dầu xanh hồi nữa biếu cho bà ngoại. Cảm ơn nhiều. Chai dầu xanh này cũng ở Mỹ gửi về. Có sao Tuấn Vĩ nói vậy? Chú Tám đại diện diễn cho địa phương và anh trò chuyện thế ha. Anh Tám vô đây cũng được nè. Quên cứ kêu chú, anh không kêu kêu chú. Mình cũng xin thưa với bà con cộng đồng, cũng xin thưa với Tuấn Vĩ và Nhịp Cầu Nói. Chúng tôi cũng xin phép được thay mặt cho bà con địa phương ở xã Mỹ Lợi B. Cái bè Tiền Giang qua cái chương trình Cầu Nói, cái Ít Nói Yêu Thương của ca sĩ Tuấn Vĩ thì chúng tôi hết sức là hoan nghênh ca sĩ Tuấn Vĩ. Trước nhất là cho phép nói về ca sĩ. Ca sĩ Tuấn Vĩ là một người hết sức là có tâm và rất là quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ở địa phương cái bè chúng tôi, mà chúng tôi đã sát cánh Tuấn Vĩ trước đây để đi hỗ trợ với bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó. Rồi bà con cộng đồng rất là hoan nghênh, nghĩa là mình đã gặp được Bồ Tát sống, nghĩa là những hoàn cảnh khó khăn gặp người ta không có cái điểm tựa, thấy được cái đó, thấy cuộc sống nó có ý nghĩa rồi mà sau lưng đó cũng không bị bỏ rơi, cũng có được một số bà con xa đây người ta quan tâm, thì cũng xin chân thành cảm ơn Tuấn Vĩ trước. Sau cũng xin thưa với bà con cộng đồng trong và ngoài nước như thế này, nghĩa là bà con địa phương rất là chân thành cảm ơn quý vị, mặc dầu ở bên kia đại dương cách xa nửa vòng trái đất, nhưng bà con cũng gói ghém nhín bớt chi tiêu của gia đình để gửi về Việt Nam để hỗ trợ cho bà con những hoàn cảnh gặp khó khăn đau ốm bệnh tật như thế này, thì chúng tôi cũng xin ghi nhận tấm lòng cao quý và cái nghĩa cử tốt đẹp của toàn thể quý vị đã ưu ái cho bà con ở địa phương ở đây, thì chúng tôi xin gửi ngàn lời cảm ơn đến quý vị và cũng kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe để làm ăn một ngày một thành đạt, rồi để có điều kiện về giúp đỡ cho bà con quê hương miền Nam mình. Cái thứ hai nữa thì chúng cho chúng tôi gửi lời đến gia đình quý vị thanh tâm thường an lạc, gia đình thì hưng thịnh quyến thuộc đoàn viên, sở nguyện tị tâm khiết tường nhí. Xin thật cảm ơn. Anh Tám phải giới thiệu về mình. Anh trước đây là anh có dạy bên văn hay này kia mà anh nói chuyện hay quá. Thưa không thứ vị vậy, ngày xưa thì khi mới giải phóng lên mình còn trẻ, rồi cũng yêu cái ngành trẻ, mình cũng muốn làm như mình sinh ra thì có cái máu trong người á là muốn làm việc thiện, muốn giúp đỡ bà con. Thì trong cái thời còn trẻ thì mình xin đi học sư phạm, làm thầy giáo dạy trẻ thôi, dạy trẻ, dạy trường làng ở trong nông thôn. Rồi sau công tác được một thời gian. Rồi mình cũng sức khỏe cũng kém, rồi xin nghỉ mất sức. Rồi bắt đầu đi làm công tác thiện nguyện. Thì nhất là những cái đậu tràng, bà con ở xa về dùng cái bè làm đậu tràng, thì mình nhờ mình đi mà làm như cậu nói để dẫn dắt cái chương trình thiện nguyện đó. Là MC đó ha. Có làm MC. Rồi cũng dịp cơ duyên dịp may rồi gặp được ca sĩ Tuấn Vĩ, cũng có em cái lòng mến mộ Tuấn Vĩ, rồi ca sĩ Ngô Ân, rồi Xuân Dũng, thì mình phải nói là rất là mến mộ, tại vì mặc dù công việc rất là bận rộn ngoài xã hội, rồi
thì công việc gia đình, nhưng mà ca sĩ Tấn Vĩ, rồi Ngô Ân, rồi Xuân Dũng làm công tác thiện nguyện rất là tốt, bà con đây rất là mến mộ, gọi như là thần tượng. Yeah. Rồi mình cũng phải nói là theo cái lời bình luận của bà con đây là gặp được ca sĩ là cũng như đúng địa chỉ, đúng mục đích mà làm cái công tác thiện nguyện là quá ok. Yeah. Cho nên là một cái phần nào đó cũng an ủi cho bà con hoàn cảnh gặp khó khăn. Yeah. Mình thấy không có bị bỏ rơi, cũng còn có bà con đã giúp đỡ hỗ trợ thì người ta thấy cũng ấm áp, thấy có cái cuộc sống. Nói chung em là kết nối thôi, em kết nối thôi chứ em không có gì cao cả. Em ngại đó, anh nói vậy em ngại đó. không có dây sao cột ra được. Rồi cảm ơn anh Tám nhiều. Rồi anh trai anh có muốn bày tỏ gì không? Thì em thì diện cho gia đình của anh Mười thì phải nói là chương trình kết nối yêu thương của anh Tấn Vĩ, phải nói là riêng em là tuổi trẻ em rất là ngưỡng mộ. Phải nói là gia đình của anh Mười là một trong những hoàn cảnh mà đặc biệt khó khăn hiện tại ở địa phương của em. Thì nhờ có anh Tấn Vĩ là nhịp cầu nối để cho hai bé mà tiếp tục đến trường là phải nói là một cái điều em rất là cảm phục. Cũng riêng em cũng như gia đình của anh Mười. Mặc dù anh nó mất rồi nhưng mà anh Mười cũng như người đàn anh của em. Cố gắng là nếu mà anh Tấn Vĩ mà hỗ trợ được hai em đó là em cố gắng là nuôi hai em đó. Học tới năm lớp 12 hoàn thành nhiệm vụ của em rồi mới buông ra. Anh vậy mình cố gắng anh ha. Tất cả mình đều cố gắng, bởi vì cũng chưa nói được cái gì thêm thì tới đâu mình hay tới đó. Nó là mầm non của tuổi trẻ. Nó mình phải ươm mầm mới được chứ. Tự nhiên mình buông nó ra thì bé nó chết đuối luôn. Nó không nơi nương tựa. Ok, được rồi, vậy cho phép Tấn Vĩ xin cũng được cảm ơn những cái lời chân tình cũng như là những cái lời khen ngợi của hai anh. Em thì chỉ là kết nối thôi chứ em cũng chưa làm được cái gì gọi là lớn lao cả. Nhưng mà thôi được rồi, hai anh khen ngợi em thì em rất là cảm ơn. Dạ thưa cô, vậy đây là hai ngôi mộ của ba mẹ của bé đây ha. Đúng rồi. Vậy là chị bên đây ha. Dạ. Chị bên đây. Vậy hả? Bà hổm không có tiền làm ghi hình á, rồi còn để vậy đó. Chưa, đây cũng đây cũng ngày gần đây 2-3 ngày nữa đây có tiền rồi thì đi làm hình nó gắn. Làm cái hình gắn vô ha chị ha. Cô ha. Tội nghiệp. Vậy thì ở đây thì thường là chôn cất ở trước vườn nhà mình ha, trước nhà luôn ha. Cái này có người chôn sao đồ này kia nhưng giờ chỗ này là không có đất. Có nghĩa là đất của mình ở đâu thì mình chôn ở đó. Nghĩa là đất của mình thì mình chôn chứ đâu có chôn được chỗ khác ha. Đất này của mình chôn. Vậy thì chôn sát nhà vậy thì có sợ, có ngại, bé ngại này cái gì? Ngại giờ cũng không có chỗ chôn, chôn đại vậy biết sao vậy? Hả? Tội nghiệp chị quá ha, chị nhìn trẻ mà nhìn hiền quá ha. Giỏi lắm. Nó chết giờ chồng suy sụp luôn, mới chết luôn. Tội nghiệp ha. Chị nhìn hiền hết sức. Giỏi lắm, đi làm mướn làm thuê nuôi con. Yeah. Rồi chết rồi cái thằng chồng đó xuống luôn, chết luôn. Vậy là anh buồn quá, anh mất. Tội nghiệp. Chị nhìn hiền quá. Cô ha. Làm cái mộ này nè cũng chưa có tiền nữa. Giờ còn thiếu, mượn tiền thiếu á, tại vì hổm gà nhà nước nó cho tiền á mà để vô thẻ rồi không có rút ra. Hổm làm cái mộ này vật liệu 6 triệu với mướn ta làm 6 triệu là 12 triệu. Còn thiếu lại chưa có trả. Để từ từ nhà nước cho rút bớt ra trả lại. Chứ giờ người ta cho cũng không dám rút mà nó để trong thẻ cho nó tụi nó. Để mai mốt cho nó học hành này kia đúng không? Thôi nhờ một ngày sau này Tấn Vĩ gán vận động hỗ trợ thêm giùm, cảm ơn nhiều. Thì thời gian hai đứa nhỏ còn dài lắm Tấn Vĩ thôi. Thật ra con thì con chưa dám hứa thì tới đâu hay tới đó thôi. Cái duyên tới đâu mình làm tới đó chứ con không dám hứa gì cả. Nhưng mà con sẽ cố gắng ha cô. Cố gắng lần sau nữa mà ơn. Tội nghiệp. Không có hoàn cảnh nào, không có hoàn cảnh này. Tội nghiệp thì hai đứa bé chắc nó buồn lắm, nó khóc lắm. Khóc hoài. Thì cũng khuyên nó lại cho nó học, sợ nó học không được.
Nghe nói học cũng giỏi lắm. Không? Hai đứa học giỏi mà đó, học giỏi không mà. Dạ. Thầy cô thương. Dạ. Ok cô, rồi con cũng nắm được rồi, con cũng nắm được rồi. À, thưa anh chị cứ an nghỉ nha anh chị. Anh chị an nghỉ thì tụi em sẽ cố gắng rồi tới đâu hay thế đó, nhưng mà em sẽ cố gắng rồi cũng còn có cộng đồng quan tâm cho hai con của anh chị. Chúc anh chị an nghỉ thanh thản. Thì rồi cảm ơn cô ha. Thôi vậy cảm ơn chị nhiều ha. Rồi chôn gần vậy mới không sợ ha. Giờ sợ cũng gán hả? Dạ. Thôi anh chị yên nghỉ. À, tụi em sẽ cố gắng, nói chung là làm được cái gì giúp được hai cháu thì tụi em sẽ cố gắng. Chúc cho anh chị thanh thản nơi chín suối.